Đừng miễn cưỡng đi làm những việc mà sức mình chẳng đủ Dựa vào hóa duyên, quyên góp mà đi làm một số sự việc Thì phát sinh rất nhiều tệ nạn Tạo ra nhiều cơ hội tạo nghiệp cho người Nếu không nắm vững thì rất dễ đọa lạc Thế Tôn dạy chúng ta rằng Cho dù cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên giọng cầu chánh giác ngài nói rất hay rất rõ ràng chúng ta đã nghe hiểu chưa liên hệ với bản thân hoặc với người và việc mà bạn đã tiếp xúc hãy nói về nhận thức của bạn đối với vấn đề này một số người miễn cưỡng đi làm những việc mà sức mình chẳng đủ cho nên sanh phiền não cách làm như vậy là sai lầm Ví dụ như nói đến việc hóa duyên quyên góp Phạm là việc hóa duyên quyên góp Thì đều là những việc làm rất miễn cưỡng Không như Pháp Tuy là việc tốt Nhưng trong tâm rất phiền Trong tâm có dính mắt, có lo âu Đạo tâm bị thoái thất rồi Cái được không bù nổi cái mất trong kinh vô lượng thọ thế tôn nói cho dù cúng dường hằng sa thánh không bằng kiên giọng cầu chánh giác lời này nói rất hay rất rõ ràng việc dù tốt đến đâu cũng không được dùng cách thức không chính đáng mà làm thói tệ liên quan đến hóa duyên và quyên góp rất nhiều khiến người ta có rất nhiều cơ hội tạo nghiệp di chứng để lại rất lớn vì vậy người thật sự có đạo hạnh thì không những tâm nhìn chúng sanh tạo tội nghiệp không những tâm nhìn chúng sanh nhân đây mà đọa lạc quyên góp hóa duyên đều không phải là phương pháp tốt tuy trong kinh phật cũng nói rằng sức của một người có khi chẳng đủ nhờ mọi người đến trợ duyên bèn thành tựu phải biết rằng đó là mọi người tự động phát tâm hoan hỷ đến trời duyên, chẳng phải là đi quyên góp. Nếu như là miễn cưỡng hoặc là kêu gọi đóng góp, thì tâm của người khác sẽ có gánh nặng. Cho dù bản thân người đó vui lòng, nhưng người nhà của họ chưa chắc vui lòng, sẽ khiến cho người nhà của họ phản cảm, thậm chí là tranh chấp. Khiến cho chúng sanh hủy bán Phật pháp, tạo tác tội nghiệp. Đồng thời cũng phá hoại hình tượng của Phật giáo. Năm xưa, đại sư Chương gia dạy lão pháp sư: "Cho dù là việc thiện cũng đừng cầu nơi người. Cầu người nếu không đồng ý thì sanh phiền não." Ngài nói: "Bạn cầu Phật Bồ Tát Cầu Phật Bồ Tát Nếu không có cảm ứng Là do có nghiệp chướng Nghiệp chướng tiêu trừ rồi Đợi khi cơ duyên chính mùi Thì nhất định cảm ứng đạo giao Đây là lời giáo huấn chân thật Của một vị minh sư đối với học sinh Thế nào là hạnh phúc? Tâm an lý đắc Cả ngày từ sáng đến tối không có lo lắng, không có ưu tư không có vướng bận người như vậy mới là có phước báo nhất tuyệt đối chẳng phải là có tiền của thì có phước báo chẳng phải là có thế lực thì có phước báo những thứ này mới là không có phước báo giàu mà khổ thì không bằng nghèo mà vui trong tâm không có việc gì mới tốt thật sự hạnh phúc thì đừng có việc gì thật thà niệm phật thật sự là việc khẩn yếu những việc khác đều không cấp thiết thật thà đọc kinh niệm phật mới là việc lớn duy nhất của người giác ngộ đời sống đơn giản tu hành đơn giản mọi thứ đều đơn giản có thể giảm bớt, tuyệt đối đừng tạo thêm. Ngoại duyên không liên quan đến việc dứt sanh tử thoát luân hồi, nên đoạn thì phải đoạn, giá lại còn phải kịp thời đoạn ngay tức khắc. Biết đủ rất quan trọng. Biết đủ là giàu nhất. Không tranh với người, không cầu nơi đời người sống ở thế gian này đã đạt được cảnh giới không có mong cầu thì đây mới là người hạnh phúc nhất người có phước báo nhất hiện nay chúng ta sống rất khổ phật vì sao không sốt ruột đến độ chúng ta bởi vì phật không có dục vọng phật đang trầm tĩnh quan sát thấy chúng ta hiện tại vẫn không muốn được độ miệng thì nói muốn chứ trong lòng không muốn nếu hiện tại phật đến tiếp dẫn vãng sanh thì chúng ta sẽ sợ khiếp vía hiện tại vẫn chưa muốn chết có thể thấy là tâm miệng trái nghịch nhau phật bồ tát nhìn thấy rất rõ ràng bạn là giả chẳng phải thật thế nên phật bồ tát không đến nếu như là thật thì phật bồ tát liền đến ở thế gian này dục vọng của chúng ta càng thấp thì trải qua ngày tháng càng vui vẻ càng hạnh phúc càng đầy đủ càng tự tại đặc biệt là dục vọng về vật chất Chúng ta ở thế gian này có thể ăn no mặc ấm, có ngôi nhà nhỏ che mưa chắn gió thì đủ rồi. Đừng đi tranh phô trương với người. Đừng so với người xe xịn nhà sang. Ngày ngày so sánh những thứ này thì quá khổ sở. Bạn không cảm thấy mệt sao? Điềm đạm an tĩnh, vô dục là chân tướng đời sống của Phật Bồ Tát, đáng để chúng ta học tập và noi theo. Kinh vô lượng thọ rất là tuyệt. Cứu lấy chúng sanh thời mạt pháp. Hiện đời gặp được bộ kinh này, thiện căn phước đức đều đầy đủ. Gặp được cơ duyên thành Phật rồi xin hãy trân quý đừng bỏ lỡ một niệm sai lầm năm ngàn kiếp lần này sai rồi đúng thật sai trường kiếp luân hồi bao nhiêu khổ nghĩ đến chân lông đều dựng đứng nói ra đều là lời chân thật xin bạn hãy nên ghi nhớ kỹ một câu di đà thật thà niệm đời này bạn phải làm phật thôi